Peppa và George vừa chơi ở ngoài vườn về. Peppa, giày của con đâu? Ồ, con mất giày rồi. Mẹ nghĩ chúng ta sẽ tìm được chúng. Có lẽ là chúng ta nên tìm chúng ở trong vườn. Phải. Mọi người cùng nhau đi tìm giày của Peppa. Heo mẹ thì tìm ở bụi hoa màu vàng, nhưng đôi giày không ở đó. Ồ. Trong khi đó heo ba tìm trong xe đẩy, giày của Peppa cũng không ở đó. Ồ. Còn Peppa và George thì tìm trong chậu hoa, giày của Peppa cũng không ở trong đó. Chúng ta đã tìm khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm được giày của Peppa. Giày của Peppa đã bị mất rồi. Vậy giờ con không có giày để mang. Tội nghiệp Peppa, mẹ thấy giày của con cũng hơi cũ rồi. Chúng ta sẽ mua đôi mới. Vậy con mang giày màu đỏ được không mẹ? Tất nhiên là được chứ con. Chớ, chị sẽ có đôi giày mới màu đỏ đó em. Vậy là heo mẹ và Peppa cùng đến tiệm giày của cô thỏ. Xin chào cô thỏ trắng. Ồ, xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn tìm mua một đôi giày mới cho heo Peppa. Giày đỏ. Được rồi, cô sẽ chọn cho con một đôi giày thật đẹp nha Peppa. Giày màu đỏ. Nha cô. Tất nhiên rồi, đôi này nha. Wow. Giày đỏ mới. Lúc đó George và heo ba đang chơi cờ. Ồ, con giỏi lắm George. Ba ơi, ba ơi. Nhìn giày mới của con nè, nó màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Mẹ ơi, mẹ có thích giày mới của con không? Có Peppa, chúng làm con trông rất thông minh. George, em có thích giày mới của chị không? Cả nhà ai cũng thích giày mới của Peppa. Con rất thích giày mới của mình. Và con sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Rồi tới lúc đi tắm, Peppa vẫn muốn mang giày mới của mình, dù đã nằm trong bồn. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha, hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình, heo ba cũng đang mang ủng của mình, George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Có lẽ Peppa muốn chơi ở bãi cỏ ướt như em mình, nhưng cô bé không muốn làm giày bị ướt. Chị không thể chơi ở bãi cỏ ướt được đâu George. Và George thích nhảy trên những vũng bùn, nhưng cô bé lại không muốn làm giày mới của mình dính bùn. Heo mẹ và heo ba cũng thích nhảy trên vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trên vũng bùn. Ủa, Peppa đang đi đâu vậy? Thì ra Peppa đi mang ủng của mình. Thì bạn phải mang ủng của mình nha. Trường mẫu giáo. Peppa và George đang tới trường mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên heo George tới đó. George, con có thích được tới trường mẫu giáo không? Ba ơi, có lẽ em George còn quá nhỏ để tới trường mẫu giáo của con. Ba nghĩ không sao đâu Peppa, còn có con và ông khủng long ở đó chờ với em mà. Khủng long.
Nhưng con muốn chơi cùng các bạn lớn như con, chứ không phải em George và ông Khủng Long. Ôi trời, bé ba không muốn George tới trường mẫu giáo của mình. Tới trường rồi. Ba ơi, ba có chắc chắn em George đã đủ lớn hay không? Sẽ không sao đâu con. Thôi được, em ấy có thể vào. Chào hai con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của Heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. À. Khủng long. Oh, cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. George là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. George, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá bé ba. Còn George đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Thôi, khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của George và bé ba ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chót tới nữa được không cô? Được chứ. Không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau chót muốn vẽ gì nào? Nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Ếch, sâu và bướm bướm. Hôm nay Peppa và George được đến giúp ông chăm sóc khu vườn. Wow. Có một chú bướm thật là đẹp xuất hiện. Ông ơi, tại sao bướm bướm lại thích hoa vậy ông? Chúng lấy thức ăn từ những bông hoa đó con. Bằng cách nào? Chắc là chúng có cái lưỡi rất dài. Dài hơn cả con sao? Phải đó. Lưỡi của bướm bướm nó dài hơn lưỡi con rất nhiều. Chúng dùng lưỡi của mình để uống mật từ những bông hoa. Wow. Peppa, chắc con bướm bướm đang nghĩ con là một bông hoa đó. Mình không phải hoa đâu.
Mình chính là heo bếp ba. Cậu ấy thật là dễ thương. Con muốn làm một chú bướm bướm. Rồi bếp ba đóng giả làm một chú bướm. Mình làm một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị làm bướm bướm rồi. Em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi. Em có thể làm một chú sâu. Nhìn nè George, chị là một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn làm một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm con gì nữa nè? Con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch nhỏ. Ôi sao con không đóng giả làm một chú ếch đi? Ếch đâu có đẹp như bướm bướm đâu ông, và không lắc lư như sâu. Ông nghĩ làm con ếch sẽ là trò con thích đó. Ếch cũng chơi nhà búp bê sao ông? Bếp ba của ông dễ thương thiệt. Trò mà con thích nhất là gì nè? Nhảy nhót trên dũng bùn. Ồ phải, và ếch cũng rất thích nhảy trên những dũng bùn. Phải đó chó, đóng giả một chú ếch đi. Mình là một chú ếch nhỏ. Mình là một chú ếch nhỏ. Vậy là những chú ếch tìm được một dũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Giả làm bướm bướm và sâu đều rất tuyệt, nhưng mà mình thích giả làm ếch nhất. Peppa, George và ba mẹ đang cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Peppa và George rất muốn được ra vườn để chơi. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi được không mẹ? Các con có thể ra ngoài chơi sau khi ăn xong bữa sáng. George, con đừng uống nước nhanh như vậy. Vì heo George uống nước trái cây quá nhanh nên bây giờ bị nứt cục. Giờ tụi con ra ngoài chơi được chưa mẹ? Không được, vì George đang bị nứt cục. Nhưng em George đã hết nứt cục rồi mà mẹ. Đúng không George? Thôi được rồi, các con có thể ra ngoài vườn chơi, nhưng còn phải trông chừng chó. Peppa và George rất thích được chơi ở ngoài vườn. George, giờ chị ném bóng cho em và em phải chụp nha. George, em vẫn còn nứt cục sao?
Bây giờ ném bóng cho chị đi, và chị sẽ chụp lấy nó. George! Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chót, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh. 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi, để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với hai ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em, George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Hôm nay heo mẹ và heo ba đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ và ba tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Wow. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi. Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Đi mà mẹ, mẹ chơi thử đi. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Hoàng hô. Mẹ ơi, con chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Con cầm nó như vậy nè. Như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi George cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè George. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Ha 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 ha.
Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù và được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em George lại thổi được. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả. Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Khủng long. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu George. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và George có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy, bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Wow. Mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được. Cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa. Con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình.
Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là... Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đi? Khổng lồ. Phải rồi, chúng ta phải tìm bóng bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Chó con đừng khóc nữa. Ba có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... Khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Săn báo vật. Hôm nay heo bà và heo ông làm trò săn báo vật cho Peppa và George chơi. Heo bà thì đang vẽ bản đồ kho báu, trong khi đó heo ông thì chôn báu vật ở một chỗ bí mật trong giường. Heo ông ơi, ông làm xong chưa? Peppa và George sắp tới rồi đó ông à. Bà không cần phải lo, bà yên tâm đi. Peppa và người nhà đã tới. Nhanh lên đi heo ông ơi, chúng tới rồi nè. Sắp xong rồi. Cũng may heo ông vừa hoàn thành kịp đây lúc. Là xong rồi. Con chào bà. Tụi con tới rồi. Con chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Con chào ông. Con chào ông. Chào mấy đứa nha. Các con có khỏe không? Peppa, George, hai đứa có muốn chơi trò săn kho báu không? Ở đâu đó trong giường này đang chôn một kho báu đó các con. Wow, kho báu sao? Nó ở đâu vậy ông? Các con phải là người đi săn tìm. Đây là bản đồ kho báu nè Peppa. Và George có thể đội cái mũ cướp biển của ông. Xin chào thuyền trưởng George. Nhưng mà cái bản đồ này khó hiểu quá. Ba giúp con đọc được không? Tất nhiên rồi Peppa, bà rất giỏi xem bản đồ. Đúng là hơi khó hiểu thật. Heo ba à, con cầm cái bản đồ bị lộn ngược rồi kia kìa. Con cũng nghĩ vậy. Dễ thôi mà, dấu chéo chắc chắn là chỗ chứa kho báu. Vậy còn hai cây táo đó ở đâu trong khu vườn này? Con không biết nữa. Con có cần gợi ý hay không? Dạ có. Manh mối thứ nhất ở trong một cái chai. Nhưng cái chai đó ở đâu đây ta? Con thấy nó rồi. Peppa đã thấy manh mối đầu tiên rồi. Một lời nhắn trong một cái chai. Mọi người nhìn nè, cái chai nằm ở đây. Làm tốt lắm Peppa. Để xem lời nhắn nói gì đây nha. Nó là lời nhắn từ một cúp biển. Mẹ ơi, mẹ đọc lời nhắn của cúp biển giùm con được không? Nhưng chữ viết của cúp biển này xấu quá. Không đâu, chữ viết của cúp biển rất đẹp mà. Con không đọc được chữ nào hết. Cúp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa chó, một cái chìa khóa. Peppa
Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Nào thử xem nào. Ôi trời, ở đây hình như không có gì hết con à. À khoan đã, có gì đó ở đây nè. Wow, kho báu. Wow. Con giỏi lắm. Con có chìa khóa để mở ra nè. Wow, thật không thể tin được. Những đồng tiền vàng chắc là chúng rất đáng giá đây. Chúng còn hơn như vậy nữa. Chúng không phải là những đồng tiền vàng bình thường. Chúng là những đồng tiền vàng sô-cô-la. Và ở đây có đủ đồng tiền vàng sô-cô-la cho tất cả mọi người. Peppa và George rất thích những đồng sô-cô-la. Mỗi người đều thích đồng sô-cô-la. Ông ơi, bà ơi, đây là cuộc săn tìm kho báu tuyệt nhất. Trong trẻ. Tối hôm nay heo mẹ và heo ba có việc sẽ ra ngoài cùng nhau. Heo ông và heo bà tới để trông các heo con cho họ. Chào các cháu của bà. Chào các cháu. Peppa, Sớt, lên giường nhanh đi các con. Được rồi, ngủ ngon nha các con. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon. Các cháu của bà thật là ngoan. Được rồi, các con hãy mau ngủ đi. Dạ thưa mẹ. Các cháu biết nghe lời quá. Heo mẹ và heo ba rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn buổi tối. Peppa và Sớt là những đứa trẻ ngoan. Heo mẹ vừa nói một tiếng là lên giường đi ngủ liền. Coi bộ không có gì khó đâu bà. Sớt, Sớt, em còn thức hay không? Có lẽ chúng ta nên lên lầu xem thử đi bà. Peppa, Sớt, hai con còn thức hả? Ủa, tụi nhỏ đang ngủ mà. Kỳ lạ thiệt đó. Thì ra không phải Peppa và Sớt gây ra những âm thanh ồn ào hồi nãy đâu. Bây giờ không nghe thấy gì nữa hết. Chắc là bọn trẻ thật sự đã ngủ rồi đó bà. Thôi chúng ta xem tivi tiếp đi ha. Xin chào. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về hoa hồng. Ồ, tôi rất thích những chương trình về làm vườn này đó. Hoa huyền bích là một loài hoa hồng có rất nhiều gai. Để cắt tỉa nó, ta phải bắt đầu từ phần trên. Sau đó thì ngắt bớt những chồi non. Bà ơi. Peppa, Rót, sao hai con vẫn còn chưa ngủ nữa vậy? Chót và con không buồn ngủ gì hết. Cho tụi con xem tivi được không bà? Ừ, cũng được. Chắc là xem tivi một chút, các con sẽ buồn ngủ liền đó. Hoa hồng Iceland rất được những nhà làm vườn yêu thích vì vẻ đẹp của chúng, nhưng chúng cũng dễ bị héo trong môi trường ôn hòa. Chương trình này xem chán quá hả Chót? Ông ơi, ông có thể chơi trò tung tụi con lên rồi chụp lại có được không ông? Cũng được, nhưng mỗi đứa một lần thôi đó nghe.
Hình như là con đặng hơn trước rồi đó. Bây giờ tới lượt Sót nha. Tới lượt con. Nè các con, hình như là heo ông đó hơi mệt rồi đó. Con biết rồi. Hay là chúng ta chơi trò đuổi bắt đi bà. Bà bị, bà bắt tụi con đi bà. Đứng lại, đứng lại. Bà sẽ bắt các con. Đứng lại đi. Lúc này heo mẹ và heo ba đã về đến nhà. Em mong là các con của chúng ta đang ngủ. Xin chào, có ai không? Bọn trẻ đều đang ngủ rồi. Và hai người lớn cũng vậy. Quần áo. Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow, đây là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. Chót, chúng ta mặc vào rồi chơi trò đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Sót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chó. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, George, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha.
có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Sót đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, vì có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Sót, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Làm vườn. Peppa và George được tới chơi nhà của heo ông và heo bà. Ông ơi, giờ bấm nè. Chụp nè. Gì đây con? Hảo làng rai. Là một con khủng long sao? Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang gieo những hạt giống này. Ông ơi, hạt để làm gì vậy ông? Hạt sẽ mọc thành cây. Ông chỉ cần làm một cái lỗ nhỏ rồi gieo hạt vô, sau đó thì lấp cái lỗ lại và tưới nước cho nó. Mọi thứ trong vườn của ông đều mọc lên từ những hạt giống như vậy đó con à. Cả cây táo lớn đó đúng không ông? Ồ đúng vậy. Một hạt giống nhỏ nó sẽ phát triển thành một cây táo nhỏ đó con. Đây nè. Và cái cây táo nhỏ này nó sẽ phát triển thành một cây táo lớn hơn, giống như vậy nè. Ôi. Và bên trong trái táo này sẽ có thêm hạt đó con. Để trồng thêm những cây táo hả ông? Đúng như vậy đó. Ông ơi, con cũng muốn gieo hạt. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Là chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Không phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày, cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Trồng cây khác được không ông? Được. Bây giờ thì tới lượt Giọt chọn cây cần trồng nha. Dạ phải. Em chọn đi chứ. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em Giọt muốn trồng cà rốt đó ông. Giọt, con có muốn trồng cà rốt hay không? À. Vậy con muốn trồng gì hả con? Giọt nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được.
Chơi trốn tìm. Peppa và George đang chơi trò trốn tìm. Và tới lượt của George phải trốn. Cậu ấy phải tìm được chỗ trốn trước khi heo Peppa đếm xong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. George đã tìm được một chỗ trốn vừa kịp lúc. Mười. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Giờ thì Peppa phải tìm ra chỗ George trốn. Tìm được em rồi. Peppa đã tìm ra George. George, chị có thể tìm thấy em dễ dàng. Còn bây giờ sẽ tới lượt Peppa trốn. Một, hai, ba. Mẹ sẽ giúp George đếm nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Được rồi George, con mở mắt ra đi. Giờ thì George phải tìm ra chỗ Peppa trốn. Và dĩ nhiên Peppa không có trốn dưới gầm bàn. George, sao con không lên lầu thử tìm xem? Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. Một, hai, ba. Ôi trời, Peppa sẽ dễ dàng tìm được George thôi. Năm, sáu, George, qua bên bảy, này nè con. Tám, chín, mười. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Em George không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em George đang ở trong giỏ đồ chơi. George không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì ba nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn. George, tìm được em rồi. Ôi George ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ George đã trốn sau tờ báo của heo ba. Câu chuyện vũng buồn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Peppa và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi, trời
tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Peppa rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Peppa, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Và George cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. George, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. George, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và George đã chơi cùng nhau rất là vui. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi George, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình. Heo mẹ và heo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Chú vẹt Polly. Peppa và gia đình của mình đi xe tới thăm heo bà và heo ông. Con chào bà, con chào ông. Chào heo bà, chào heo ông. Chào các cháu yêu quý của bà. Thôi mau vào nhà đi, ông bà có một bất ngờ. Là gì vậy bà? Ông có thú cưng mới. Con đoán được là con gì hay không? Khủng long. Ồ không, nó không phải là khủng long cháu à. Vào xem đi.
heo bà và heo ông đang nuôi một chú vẹt tên là Polly. Peppa, George, đây là chú vẹt của ông bà đó. Tên của nó là Polly. Polly dễ thương. À, Polly dễ thương. Wow. Tôi là một chú vẹt thông minh. Mẹ ơi, tại sao chú vẹt Polly cứ lặp lại những gì bà nói vậy? Vẹt là như vậy đó con, để mẹ làm thử. Xin chào Polly. Xin chào Polly. Chú vẹt thật là đáng yêu. Chú vẹt thật là đáng yêu. Thôi đi nào mọi người, đi uống trà. Peppa, George, đi thôi. Có bánh sô-cô-la nữa nè. Dạ con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chứ vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi. George, em nói gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Sinh nhật của heo mẹ. Hôm nay là sinh nhật của heo mẹ. Heo ba đích thân làm bữa sáng trên giường cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật nha heo mẹ. Peppa và George cũng đã làm thiệp sinh nhật cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Thật là một bất ngờ trong ngày sinh nhật đó. Và còn rất nhiều điều bất ngờ khác nữa. Em cứ từ từ thưởng thức bữa sáng, không cần vội đâu. Ngon quá. Nhanh lên các con, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Heo ba cũng đã làm một cái bánh sinh nhật cho heo mẹ. Chúng ta chỉ cần cắm nến lên thôi. 1, 2. Mẹ xuống đây. Heo mẹ đã ăn xong bữa sáng trên giường rồi. Mẹ tới kìa. Ôi không, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Là ai vậy? Là mẹ đi, có thể vào không? Không được. Có điều gì bí mật trong này sao? Không, không có gì hết. Nhưng em không được vào đâu. Em hiểu rồi. Heo mẹ nè, sao em không thư giãn trong phòng khách một chút? Như vậy cũng được. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Được rồi Peppa, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con. Mẹ hãy đọc tạp chí đi.
Cảm ơn Peppa. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn Peppa. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi, mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Bà sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Còn biết không, ba nghĩ ba cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Ồ, mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Peppa và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và Sót đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Chúc mẹ sẽ vui vẻ. Đây đúng là một bất ngờ đáng yêu. Em hãy thổi nến đi, cùng với một điều ước. Mẹ ơi, tụi con tặng quà cho mẹ nè. Mẹ đoán thử xem. Mẹ không đoán ra nổi. Vậy em mở ra xem đi. Trời ơi, nó là một cái váy rất đẹp. Wow, mẹ mặc nó thật là đẹp. Với trang phục này thì có một nơi em phải tới. Cái gì đây? Là hai vé xem hòa nhạc vào tối nay. Cảm ơn anh. Heo mẹ rất thích tới nhà hát. Tối nay bà với ông sẽ ở lại đây trông coi bọn trẻ. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi là người mẹ may mắn nhất trên đời. Và xinh đẹp nhất nữa. Ha 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 ha